Bà Nguyễn Thị Vinh, kinh doanh tại phố Bóng, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, đã chứng kiến nhiều vụ va chạm giao thông giữa ô tô và xe máy trên tỉnh lộ 429. Bà Vinh cho biết đường hẹp, song nhiều ô tô tải, xe container vẫn chạy rất nhanh. Khi đường vắng, nhiều xe đua nhau chạy, bóc còi liên tục. Đường này thì bây giờ thì cũng không được an toàn lắm, tại vì là xe cộ đi nhiều, rồi trẻ đi học sinh đi học kia các thứ. Các cháu nó đi là cũng bị tắc nghẽn. Rất nhiều xe tải lớn nên là mở rộng đường thì nó sẽ là tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà trẻ con là cũng gần trường tiểu học, trường trung học nữa, đi lại rất là đông. Đấy, mở rộng đường là nguyện vọng của người dân ở đây. Qua khảo sát đánh giá, báo cáo thực trạng tuyến đường tháng 7 năm 2023, Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 429 đoạn qua huyện Phú Xuyên. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 360 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư dự án sử dụng bằng ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2023 đến 2025. Quy mô đầu tư xây dựng tuyến đường có chiều dài hơn 7 km, quy mô mặt cắt ngang đường rộng 21 m. Mật độ giao thông ở trên tuyến đường này rất lớn bởi vì cái lưu lượng nó các phương tiện vận tải giao lưu giữa các ba huyện. Và các anh thì hiện tại thì cái cơ sở hạ tầng đây thì nó không đáp ứng được cái nhu cầu của nhân dân đi lại và giao lưu kinh tế. Vì vậy, thành phố quyết định đầu tư nâng cấp đường tỉnh lộ 429 đoạn đi qua ba xã là Phượng Dực, Hồng Minh và Phú Túc với mặt cắt quy mô là 21 mét. Để dự án không bị chậm tiến độ, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên hiện đang gấp rút triển khai các bước chuẩn bị kiểm đếm, đền bù giải phóng mặt bằng nhằm sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch để đưa vào sử dụng. Công trình hoàn thành, phục vụ việc đi lại của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội khu vực phía Nam thành phố.